Vâng, xin chào bác ơi, bên kênh Kia Xe Đạp. Bác mới giới thiệu bác một mẫu gian touring FCR model 3300. Và đây cũng là một cái touring, dòng touring khá là phổ biến bên em thường xuyên về mà rất là bán chạy bên cửa hàng bên em. Dòng touring FCR 3300 được trang bị với rơm sườn. Đây là mẫu model đời mới của dòng gian touring. Và bây giờ xin mời nhắc tổng thể kiến trúc chiếc xe. Vâng, trên khung đây, trên khung hình Leo xem là mẫu touring FCR 3300 dòng tay ngang. Rất nhiều bác đạp xe đạp vào thể thao đường phố, thể thao nhẹ nhàng ở những khu chung cư hoặc là đường khu đường vắng. Model của thương hiệu gian FCR 3300 cũng là hợp kim nhôm alloy X, vẫn là kim nhôm siêu nhẹ của dòng gian. Và xe được đời cao, vẫn chạy với bộ rơm sườn theo khung xe. Tổng thể xe đánh giá là tầm 85% xe. Tuy có một vài vết sức nổi trên khung xe nhưng mà xe quá trình sử dụng, nhưng mà tổng thể xe vẫn rất là đẹp đó nhá. Đây là màu xanh tím than. Và lần này em về một chiếc size M, chiều cao đứng của khung, tức là size thiết kế các bác từ 1m63 đến trên 1m7. Rim sườn theo xe của Phước Đi Đông chính hãng của gian, nguyên bản theo xe. Xe là trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano và cụm phanh đằng trước là cụm phanh dầu thủy lực của Techo. Đằng sau xe sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực cũng là của Techo và sử dụng với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano. Đây là một mẫu ô tô ring khá là phổ biến của thương hiệu gian, dòng FCR 3300. Máy ở chính hãng của gian, vành gian, vành đĩa. Thì như video trước bác nói các bác thì đây những là dòng vành đĩa hay được gọi là vành của dòng xe road, dòng xe đua, được trang bị với cái cặp vành đĩa 5 phân, bản 5 phân rất là cao cấp. Kích thước lốp là 700x32C. Lốp cũng rất là mới, lốp đằng trước là lốp của Canta. Cọc yên chính hãng của gian, yên gian, nguyên bản theo xe. Đùi đĩa 3 tầng, gạt đĩa chính hãng của Shimano Thule. Củ đề sau là củ đề Thule TX, chính hãng của Shimano. Trang bị với 8 tầng lip, chính hãng của Shimano, lip đen. Đằng sau cũng là manh chính hãng của gian, vành đổ, vành chính hãng của gian, vành đĩa đây, nguyên bản theo xe. Và bây giờ thì khi các hoạt động của xe đây, lên lip, xe được trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano, lip đen, xuống lip, chuẩn rất là bột mà và trơn tru. Và bên phải em bên sử dụng với 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Và hoạt động rất trơn tru và mượt mà. Và đây là cái mẫu touring dòng gian FCR 3300 với cái màu xanh tím than, tông màu rất là cơ bản của cái dòng xe touring, nhìn rất là sạch sạch xe lắm nhé. Và lần này em về với một chiếc size M. Và vừa mình đã tổng thể xong chiếc xe touring gian model FCR 3300 size M, thì các bác ở 1m63 đến trên 1m7. Vâng, xe giá rất tốt bên em là 7,7 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm Kia Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo kênh. Và hẹn các bạn trong ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, cổ. Vâng, các bác thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo cái kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.